Vâng, xin chào bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Và hôm nay mình chọn bác một mẫu OCR 3007, mẫu model cao cấp của dòng OCR. Và trong thời gian vừa qua thì bên em rất ít gặp về mẫu của dòng đua road mang model OCR. Thì hôm nay em mới mang về một chiếc đua màu trắng ghi, xám, rất là mới bác nhá. Phiên bản của Gian OCR 3007, mua một group Soja. Em đánh giá rất là cao về cái dòng model OCR này, vì đây là một cái dòng khá là phổ thông của dòng Gian, dòng xe tay cuộc mà rất là dễ sử dụng cho các bác đi. Vâng, thì lần này em về một chiếc xe mới, em đánh giá là trên 90% xe. Vâng, và bây giờ em xin mời anh đã tổng thể chi tiết chiếc xe. Vâng, vẫn là cái model OCR như những phiên bản trước em giới thiệu qua. Thì đây là một mẫu OCR 3007, cao cấp hơn những cái dòng OCR 3100, 3003, 2006. Với cái màu xanh, màu ghi trắng, rất là trang nhã. Tổng thể xe hình thức em đánh giá là trên 90%, còn rất là đẹp các bác nhá. Mà cái dòng OCR này bên em có về rất là nhiều trong thời gian vừa qua rồi, thì cũng lâu lâu rồi, thì hôm nay em mới về được một chiếc cũng rất là đẹp. Xe làm từ hợp kim nhôm Alu XX, vẫn là hợp kim nhôm siêu nhẹ của dòng đặc quyền của Gian. Với các lớp sơn bên trên là phủ một lớp nhũ bạc các bác nhé. Đây là màu nhũ bạc, đó là đánh giá là rất là sáng và bóng. Model OCR Gian 3007. Có thể website chính hãng của dòng Gian, có là phải quan tâm thì liên hệ lên trên Google hoặc mạng xã hội để tìm hiểu thêm về dòng Gian. Và sẽ làm đây, hợp kim nhôm Alu XX AL. Thì riêng những dòng xe của dòng Gian thì thương hiệu bình thường của nó, dòng nhôm ấy, thì có nhôm Alu XX, đó là dòng nhôm cơ bản, dòng nhôm siêu nhẹ. Còn những cái dòng Gian tầm trung thì cái dòng nhôm Alu XX AL là dòng tầm cao hơn, nhẹ hơn, bền và chắc chắn hơn, dành cho những cái xe dòng cao cấp. Thì dòng 3007 em đánh giá cũng rất là tốt các nhá. Ở cổ phốt ghi đông chính hãng của Gian, thì em có giới thiệu qua thì những cái dòng của Gian, dòng cao cấp của Gian, thì những cái ghi đông cổ phốt đều là có chữ dòng Gian SL, là dòng nhôm siêu nhẹ. Thì đây, cổ phốt của dòng OCR 3007 này cũng được trang bị với cổ phốt của dòng SL đây. Đây bác nhìn rõ SL ấy. Cổ phốt ghi đông còn rất là mới bác nhá. Xe sử dụng với bộ tay lắc Shimano Sora. Trang bị với 9 tầng lip, nguyên một group của Shimano Sora 9 tầng lip luôn nhá. Bên tay trái em, ở bên tay phải em được trang bị với 2 tầng đĩa chính hãng của Shimano Sora. Cụm phanh 3 mảnh của Shimano Sora, phanh 3 mảnh của Shimano Sora các nhá. Càng nhôm, những cái điểm nhấn càng màu ghi, những đường vân uốn lượn trên cái càng xe đây rất nổi bật. Xe được trang bị với cặp Mayer vành Bottega. Vành nhôm hai lớp, nguyên bản chính hãng theo xe, vành cũng vành của Bottega. Kích thước lốp là 700x23C, vẫn là kích thước lốp cơ bản của những dòng xe road, dòng đua, dòng tay cuộc cho các bác đi. Màu ghi trắng các bác nhá, rất là trang nhã và rất là sáng, rất là trường xe.
đây là bác cũng đánh giá là một mẫu dòng xe mẫu OCR 3007 cũng là một mẫu cao cấp rồi, dòng da được sử dụng với bộ nhôm alloy AL cộng yên và yên xe cũng chính hãng của Gian, cũng là tông màu đen ghi đường chỉ trắng nổi trên yên xe đây. Xe sử dụng với bộ củ đà Shimano Sora, gạt đĩa Shimano Sora, đùi đĩa của chính hãng Shimano Sora, đùi đĩa Sora đây, đùi đĩa đen, gạt đĩa Sora. Thông số của xe là size mịn, size S. Vâng, chiều cao đứng của size OCR 5003 với chiều cao khung của nó là size 46 các nhá. Thì các bác vào vùng 1m6 trên 1m7. Vòng đằng sau xe cũng sử dụng với cặp Mayer Bottega, vành Bottega nguyên bản theo xe. Và đằng sau thì sử dụng với lốp Gian, đằng sau sử dụng với lốp Gian SR4, lốp trọc, lốp đằng sau. Kích thước lốp là 700x25C. Kích thước lốp sau là chính hãng của Gian các nhá. Xe ở trang bị với 9 tầng lip. Lip và xích còn rất là mới. Bản thân cái gạt đĩa gạt lip trong cũng còn rất là sáng các nhá. Sẽ rất là ít sử dụng. Và bây giờ em xin đi đánh giá hoạt động của xe. Lên lip. Rất êm và mượt mà, sơn chu các nhá. Đây là một mẫu dòng OCR rất là dễ sử dụng. Xuống lip. Nguyên bằng đúc Sora. Vâng, rất là trơn tru. Bên tay phải em là hai tầng đĩa, xuống đĩa, đùi đĩa của Sora, gạt đĩa Sora. Đây là một dòng OCR 3007, cũng là dòng mang model cao cấp rồi, với cái bộ khung rất là chắc chắn của Alutic AL. Và xe còn rất là đẹp, các bạn đánh giá tầm trên 90% xe. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc model Gian OCR 3007. Vâng, xe được trang bị với nguyên bộ group của Sora. Xe còn rất là đẹp các bạn nhé, mới trên 90% xe. Đây là xe, một mẫu xe dòng cuộc rốt bên em mới về, với cái màu ghi đen rất là sáng. Vâng, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bạn quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975709943 hoặc lên YouTube tìm kênh xe đạp. Nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Vâng, hẹn các bác vào trước ngày mai. Vâng, xe có giá tốt bên em là 9,5 triệu. Bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Vâng, và bên em có mua bán thêm đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật cổ. Đấy, các bạn thấy rõ rất nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật cổ đây. Các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ hoặc là lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ. Đây, Kiên Đồ Cũ đó, lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, nhấn đăng ký theo dõi kênh và để được các bạn bên đồng hồ tư vấn thêm.